Thưa quý vị và các bạn, nhiều người luôn có quan điểm rằng tốt nghiệp đại học mới là con đường duy nhất dẫn đến thành công và mở ra tương lai tốt đẹp cho những người trẻ. Thế nhưng, chàng thanh niên Nguyễn Khải Nguyên tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương với câu chuyện nghề chọn người mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây sẽ cho chúng ta thấy rằng thành công của mỗi con người luôn xuất phát từ niềm đam mê. Hướng đến Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ đoàn viên Nguyễn Khải Nguyên qua phóng sự sau. Tốt nghiệp cử nhân khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn ai hết, anh Nguyễn Khải Nguyên luôn nhận thức rằng những kiến thức từ giảng đường đại học sẽ bổ trợ cho anh rất nhiều trong sự nghiệp sau này. Thế nhưng, bất cứ ngành nghề nào cũng cần có sự tâm huyết và niềm đam mê. Cũng chính vì thế mà anh từ bỏ công việc kinh doanh về quê hương Lạc Lâm, Đơn Dương phát triển nông nghiệp. Phải một lần bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mới cảm nhận được nỗi nhọc nhằn của những người nông dân chân lấm tay bùn. Thấu hiểu được điều đó, anh Nguyên bắt đầu mày mò nghiên cứu những loại máy nông cụ hỗ trợ cho bà con. Và không biết từ lúc nào anh trở thành một thợ cơ khí với sáng chế đầu tay là máy đục màng phủ nông nghiệp tự động. Thấy được cái quy trình đục bạt của nông dân cũng như là của các đại lý mà bán bạt, họ có thao tác rất là vất vả mới xong được một cuộn bạt. Thì từ cái ý tưởng đó mà mình muốn là làm ra một cái sản phẩm để mà đáp ứng được cái việc đục bạt mà nhanh, mà đỡ vất vả cho cái người thao tác. Trên cơ sở tính toán các thông số kỹ thuật như kích thước khung, hệ số truyền động của động cơ, thiết bị và quy trình vận hành của cuộn ni lông muốn đục, anh Nguyên đã tiến hành gia công các chi tiết máy, lắp đặt và hiệu chỉnh. Máy tự động sang cuộn và tự động đục lỗ, mỗi lần đục được từ 3 đến 5 cuộn màng phủ ni lông khổ 1000mm, 1200mm, 1400mm và có thể hẹn giờ vận hành máy tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Hiện tại thì sản phẩm đã chạy được, nhưng mà về mặt cơ bản thì cũng có những cái mình chưa có hài lòng. Thì sắp tới mình đầu tiên là mình sẽ nâng lên để cho nó cái công suất nó nhanh hơn. Thứ hai là thêm những cái yêu cầu mà của người sử dụng. Họ yêu cầu thì mình sẽ cải tiến thêm để cho cái máy của đục bạt của mình nó hoàn thiện hơn. Với ưu điểm về khả năng đục chính xác khoảng cách giữa các lỗ, thao tác vận hành đơn giản, dễ điều khiển, máy đục tự động nhanh gấp 1,5 lần mà giá thành chỉ bằng 30-35% giá các loại máy bán tự động. Máy đục màng phủ ni lông nông nghiệp tự động của anh Nguyên là một trong những sáng chế được đánh giá cao tại hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Đơn Dương năm 2017. Có thể nói về mặt kinh nghiệm đó là cái việc trong quá trình sản xuất thì nó có những cái cần thiết phải cải tạo ứng dụng thiết bị máy móc, cũng như là làm sao đó thì cái việc mà ứng dụng công nghệ cao cũng như là làm sao để mà sản phẩm ra nó vừa mang tính hiệu quả nhưng mà lại giảm giá thành để tăng cái tính cạnh tranh cho trong việc mà tiêu thụ. Từ một người không hề có chuyên môn về cơ khí, với niềm đam mê và những kiến thức từ giảng đường đại học, giờ đây những công việc thường ngày của một người thợ cơ khí như tiện, hàn, khoan, cắt không còn làm khó được anh. Những loại máy được sáng tạo ra là cách để những người trẻ như anh Nguyễn Khải Nguyên đóng góp vào công cuộc cơ khí hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.